Em Sang xin kính chào quý chú anh chị đang theo dõi kênh mua bán xe cũ của nhóm xe cũ Văn Thắng nha. Lại là em Sang đây. Hôm nay em lên cho mình một chiếc xe cực kỳ đẹp luôn anh chị. Rất là lâu bên em mới về được một chiếc đẹp như thế này ha. Toyota Innova 2.0e số sàn 2020 anh chị. Mang trên mình là màu đồng và nội thất là màu nâu anh chị nha. Xe này là chính bản thân em và một bạn trong nhóm là bạn Bảo anh chị đi xem xe và lấy xe này về ha. Anh chị có thể xem nước sơn cực kỳ đẹp luôn anh chị. Xe là hiện trạng là xe mộc, chưa được làm đẹp nha anh chị nha. Này, có chạy xước một xíu chỗ này. Đây, thì bên em có đánh dấu lại để sơn lại anh chị, sơn lại làm đẹp lại anh chị. Còn anh chủ giữ rất là kỹ. Một chiếc xe mới vừa về anh chị có thể xem quanh xe nha. Đây chỗ này móc một xíu nè. Móc chỉ một xíu thôi, quay lên thì có rất là khó thấy anh chị. Đây, bên em có đánh dấu để sơn lại ha, để làm đồng lại. Và cắn một xíu dưới này anh chị. Nhưng mà chắc bên em để luôn tại vì cái chỗ này cái chỉ này vẫn là chỉ zin anh chị, chỉ cắn một xíu thôi. Đó, còn hiện trạng quay quanh xe cho anh chị xem ha. Anh rửa xe rất là thường xuyên luôn. 2020 số sàn nhưng mà đi cực kỳ ít anh chị, đi chỉ có 24.500 km thôi. Đó, bảo dưỡng đầy đủ trong hãng luôn anh chị. Đây. Màu sơn rất là đồng đều anh chị nè. Và lốp anh chị nè, đi 24.000 thì chưa thể nào mà thay lốp được đâu anh chị, trừ trường hợp mà nó bị cắn lề đó thì mới thay thôi. Và đây đắt lốp tầng 42-19 anh chị nè, lốp thì sản xuất trước đó, còn rất là dày luôn anh chị, có thể đi được 40.000 cây nữa vẫn bình thường anh chị. Một chủ từ đầu anh chị nha, Toyota Innova 2020 số sàn, một chủ từ đầu màu đồng anh chị. Chỉ 24-25 ngàn cây thôi anh chị, rất là ít. Anh em thường gọi mấy xe này là xe cọp anh chị. Đây, vô nội thất bên trong nè. Xe là nguyên trạng là chưa được làm đẹp, chưa được sơn phết hay là làm đẹp Marukuri gì hết nha anh chị nha. Nhưng mà hiện trạng bên trong nè, rất là sạch. Đã được anh chủ lên bộ ghế da màu nâu và sàn simili nè anh chị, sàn simili. Đầu DVD và cam lùi. Đó. 24.588 km anh chị. Vậy có thể xem cái vô lăng anh chị này. Đó. Bảo dưỡng đầy đủ trong hãng luôn anh chị. Cái màu xe này rất là khó. Cụ số nè. Không có dấu hiệu bị mòn, mòn trầy gì đâu anh chị nè. Bàn đạp ở dưới anh chị nè. Rồi. 2020 đi chỉ có 24.500 km thôi. Và xe hiện tại đang được chào bán tại Toyota Hiroshima Thăng Cảng với mức giá là 580 triệu nha anh chị, 580 triệu. Hàng ghế sau anh chị. Innova thì nổi tiếng là một cái dòng 7 chỗ, 8 chỗ rộng rãi nhất trong phân khúc rồi. Rộng rãi mà đi đồng nữa anh chị. Đó. 2020 bên em vẫn hỗ trợ vay đến 65-70% giá trị xe trong vòng 4 năm nha anh chị. Chị có thể xem cái gầm xe anh chị. Lốp xe cua thì em thấy giống như có hạ rồi nhưng mà rất là dày anh chị, rất còn mới anh chị. Gầm thì sạch sạch đẹp luôn. Một chủ mua mới từ đầu. Đó. Em cập nhật thông tin Toyota Innova 2020 số sàn nha anh chị. Số sàn 2020 mang trên mình là màu đồng, nội thất là màu nâu, xe đi mới chỉ có 24.500 km thôi. Và hiện tại đang được chào bán tại Toyota Hiroshima Thăng Cảng với mức giá là 580 triệu nha anh chị. 580 triệu. Và nếu anh chị cần thêm thông tin về xe nè, về tư vấn về hồ sơ vay ngân hàng hoặc là cần hỗ trợ về kỹ thuật xe của anh chị, liên hệ theo số hotline trên màn hình nha anh chị. Bên em có đội ngũ để tư vấn anh chị kịp thời ha. Rồi, xin cảm ơn anh chị đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.